Kết thúc năm 2017, sản lượng điện thương phẩm của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc EVN-NPC ước đạt 57,18 tỷ kWh, tăng 11,81% so với năm 2016. Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018, đại diện lãnh đạo EVN-NPC cho biết, năm 2017, EVN-NPC đã thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển trong điều kiện kinh tế trong nước tiếp tục ổn định, tăng trưởng điện khu vực miền Bắc ở mức cao. Mặc dù tình hình thiên tai bão lũ gây thiệt hại nặng nề cho hệ thống điện miền Bắc, nhưng việc cung ứng điện cho khách hàng vẫn được đảm bảo. Năm 2017, bên cạnh việc nghiêm túc thực hiện chủ đề năm nay là đẩy mạnh khoa học công nghệ của tập đoàn, EVN-NPC chú trọng đến công tác quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng tầm thương hiệu. Tại hội nghị, công đoàn EVN-NPC đã phát động phong trào thi đua lao động sản xuất để hoàn thành toàn diện chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2018, thực hiện chủ đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhằm đáp ứng sự phát triển của tổng công ty trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng ngày càng cao, trình độ tiên tiến và quản trị hiện đại, hướng tới mục tiêu trở thành doanh nghiệp ngang tầm khu vực.